nâng đuôi lên hết. Nghe rõ không mấy em? Mấy em nâng đuôi lên, hả miệng ra, hít hơi vào, nín thở lại, đếm 1, 2, 3, hạ đuôi xuống, thở nhẹ ra bằng mũi, tạo ra hai lốc xoáy bơi trong nước nha. Bạn nào làm không được á thì hỏi các bạn hỗ trợ mình giúp đỡ. Rồi em nè, anh làm mẫu. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Được không? Rồi em kèm cho bạn làm được, không có co đầu gối lại nha. Em kèm cho bạn Ben làm đúng nha Abraham. Tiếp đi, tập tiếp để hồi anh còn kiểm tra nữa. Tạo ra hai lốc xoáy. Chính xác. Làm đi, em kiểm tra nha. Hồi anh kiểm tra, hai em phải tạo ra hai lốc xoáy bơi đều nhau. Ok. Hai em mà làm sao ra được 4 cái lốc xoáy bơi đều đẹp song song với nhau là thắng. Lốc xoáy phải quay được lâu trong nước là thắng. Em tạo lốc xoáy đẹp đó, cố gắng tiếp. Hai em là cùng nâng chân lên một lúc nè, hả miệng ra hít hơi vào một lúc nè, hạ đuôi xuống thở ra bằng mũi, tạo ra 4 lốc xoáy nè đều đẹp là thắng nha. Tốt đó. Rồi, đừng có bị nghiêng cái đuôi cá của mình. Cái đuôi cá phải thẳng ngay giữa hai chân của mình, khép sát lại, hạ đuôi xuống thở ra bằng mũi, hai lốc xoáy nè. Rồi tới phiên hai em này, em không có chỗ ngồi hả? Mấy bạn ngồi xích qua cho bạn ngồi với, ngồi xích qua nha. Rồi rồi mấy bạn mới cũng sắp vô nữa rồi kìa. Rồi tập nha, tập nha mấy em. Rồi hồi 5 phút nữa anh kiểm tra nha. Trong nước nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Làm như vậy 3 lần cho anh. Rồi dừng lại, hai em anh cho điểm là điểm 6. Hai em chỉ được 6 điểm thôi bởi vì tạo không ra được hai lớp xoáy bơi đều trong nước. Bây giờ anh hướng dẫn lại cho em kỹ thuật một lần nha. Hạ miệng ra, hít hơi vào, cảm nhận đuôi mình nổi lên trên mặt nước. Bắt đầu nhấn cái gót chân xuống, thả lỏng cái cổ chân của mình, không có gồng cổ chân, giữ thẳng chân, hạ xuống, thở ra bằng mũi. Thấy hai lớp xoáy không? Làm lại cho anh. Hít hơi vào, ngậm miệng lại, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Cố gắng tập cái bài này thêm khi mà có thời gian ha. Rồi tới phiên em cũng vậy nữa. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Nè, hai cái chân của mình phải cân đối ngay giữa, hạ đuôi xuống nè, thở ra bằng mũi, tạo ra hai lốc xoáy, nó phải có lực. Nếu mà cái chân em thấy nặng quá thì em nhấn gót xuống cho nó dễ nha. Rồi anh cho hai em 6 điểm. Rồi bắt đầu hai em này kiểm tra tiếp.
cái đuôi của bạn Candy xích qua để bạn làm coi, làm lại, hai em làm lại, nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Tiếp, tiếp. Rồi lần cuối cùng. Rồi hai em vẫn chưa tạo được lốc xoáy đều nhau. Anh cho 6 điểm luôn. Bây giờ nâng đuôi lên, hít hơi vào nè. Nhấn gót chân xuống. Thở ra bằng mũi, phải 2 lốc xoáy không? Rồi em tập lại nha. Hạ miệng ra, hít hơi vào, nín thở lại. Hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, nhấn gót chân xuống. Rồi em cũng vậy. Nâng đuôi lên, hít hơi vào. Khi hít hơi vào, ngậm miệng lại, người mình sẽ nổi lên, đợi cái đuôi nổi lên ngang mặt nước. Hạ đuôi xuống, nhấn gót chân xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra 2 lốc xoáy. Đúng không? Có giận giận rồi đó. Rồi, bắt đầu làm lại đi. Hạ miệng ra, hít hơi vào. Ngậm miệng lại. Hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Nhấn mạnh xuống. Được 1 lốc xoáy nè, bên đây chưa đều nè. Là hai cái chân của em nó bị khập khiễng, hai cái chân của em phải nằm song song đều nhau, khép sát chân lại. Làm lại, hạ miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại, thở ra bằng mũi, hạ đuôi xuống. Ok, ra được 2 lốc xoáy rồi đó. Tiếp tục kiểm tra hai đội, hai bạn này. Rồi, nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra 4 lốc xoáy nha. Hai em tạo ra được 3 lốc xoáy rồi đó. Hai lần nữa. Được 1 lốc xoáy à. Rồi anh cho đội này 6 điểm luôn, cũng không tạo được 2 lốc xoáy bơi đều nhau. Rồi, nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Còn Sophia em làm được không? Rồi làm thử một mình em coi được không? Em là người cá có level rồi đó. Rồi tốt, tạo được 2 lốc xoáy. Còn bạn em làm chưa được thì em hướng dẫn cho bạn em làm đi, 6 điểm. Rồi, hai bạn này. Hít vô bằng miệng. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Wow! Hai bạn này giỏi quá à. Chúc mừng nha. Một lần làm được 4 lốc xoáy luôn. Tiếp tục. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi trong nước. 4 lốc xoáy tiếp. Bạn Luna có khả năng làm người cá trainer hướng dẫn rất tốt nha. Tiếp tục. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. 4 lốc xoáy lần nữa, 10 điểm. Yeah. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, tạo ra 4 lốc xoáy. Làm lại, anh cho cơ hội mấy em làm đều nha, một lần nha. Tiếp, chưa được. 3 lốc xoáy à. Tiếp, nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở nhẹ ra bằng mũi. Thôi, xin chia buồn cùng các em. Rồi, cho đội của em 6 điểm. 9 điểm đi. Làm không có được. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra 2 lốc xoáy. Giờ Ben làm được nè. Mà hồi nãy Ben kết hợp làm với bạn không được. Hai em làm rất tốt nhưng mà quá lơ đà. Vẫn 3 lốc xoáy à. Thôi thua đi mấy em, 6 điểm. Bây giờ tới đội của bạn Thai. Bắt đầu nha. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra 4 lốc xoáy nha. Yeah, 4 lốc xoáy. Tiêu đã thấy 4 lốc xoáy. Tiếp, nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra 4 lốc xoáy. Em phá của mấy bạn hư quá, hai đứa ơi. Không được phá, để cho mấy bạn tập.
còn hai lần nữa đó làm lại. Nâng đuôi lên, thả miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. 1, 2, 3. Lần này là không được, rồi tiếp tục. Tiếp tục. Nâng đuôi lên, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra 4 lốc xoáy. Wow, lần này cũng không được. Rồi, cho đội em 6 điểm.